Bà chúng mình xuất công an của ngọc ní ta dương màu đa lý chúng mình đừng sạch mầm đâu hồi đây ông phụn hồi đây bà là dương lang là bóng bà nhưng khơi cô đào bao dương mùi tia đấy ông phụn bà là ứng bà cành bay mùi đào plom ao bị phục lột ông phụn lột bọt bàn sân đây ông phụn cứ trâu tài mùi bị bệnh ai ơi ông bồ lão, chăm ma cứ việc đi việc này ông bồ, đa thứ bám việc ăn bám để chẳng bám chẳng nà đi. Cả tấu xôm bay tại chăm ma cầm bàn để lô cầm bàn sẵn, mò, prot, lươn lên tên, rồi, quá to, ô, mà là những ở đây một nó miền cài côn ở hiện tại mấy những mô la nhà con sân lộp 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 sân ở bàn để cài bọt khám ở thay chặt thân nằm đậm chôn lại mà những thứ khổ đau dương này cài côn lục mà này sân à chăn rồi lục sân à đa bình nhận lục không biết sân cô đang bao giờ cũng không thể để lung lụt xuống như bóng phố từ lần một biết nữa ai phá lần đầu lươn mình tên mà à lâu như một chỗ đọc trong tiếng mà nó nên là lại lựa chọc hồi what bà chma chả ra mình tên mong con nấu tam vọt cứ sức tới chma vì chân kia giọt vì tao bỗng bọc bóng chào lắm một con ở bên đâu không vọt rút lươn lên tên ô bà lưng tinh chênh xì bà lít à bà lưng nâng nâu nái bà lưng bọc phát lại phát chương rút hai bà hành đi bà hành và chia sẻ mong con đã sang hình đà bê thằng ngày chân ăn tao chô vọt ăn bán đọc một xong mà chia sẻ cho bố nhóm phong bà đã khi mà bạn đọc mộng phong what thật ra đà tam chi tam khá nào thì mộng phong được nhưng khuyên mà đó là chi phong là bóng chỗ phong quá có click tao lại là xong rồi cho mừng cả thật bị tao mộng phong hay ở bàn đọc mua nhưng số một con ở chia sẻ phát lần một biết này tôi một phơi lên là nó phơi ơi bộ viết thông với nhá vì chê à chơi á chơi mai anh không đi chê mà không chặt vậy chê ai đặt tên đi ai mà chơi mà viết chơi kết đấy mà lâu dừng khuyên cô đau một tí đấy mà vì tao trong cái đó này cứ chạy để xe rùi một tên là bọn này để nó có lại cái đất không ổn ôi vì vậy ủa cái này như phầy đấy nó khai lột một cái trao dưỡng chọc vào đó bà ạ con mong bọn ạ vì tao này cứ xong là một hạt chập trong này bà ạ con bye bye.